Good morning, chào mừng các bạn đến với ITL Podcast, được xuất bản vào 8:30 buổi sáng thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền thông nội bộ nhóm ITL Family. ITLers thân mến, nếu các bạn đang lạc lối trong 7749 các công việc mà không biết phải bắt đầu thực hiện công việc nào trước, vậy thì hãy thử áp dụng ma trận Eisenhower. Đây là phương pháp giúp bạn phân loại công việc và loại bỏ những yếu tố gây lãng phí thời gian của mình một cách hiệu quả. Và chủ đề podcast ngày hôm nay của chúng ta là tăng năng suất lao động với ma trận Eisenhower. Để làm việc đạt hiệu suất cao hơn, quản lý thời gian là kỹ năng mà bạn cần phải có. Hãy thử áp dụng phương pháp sắp xếp thời gian dưới đây của Tổng thống Mỹ Eisenhower sẽ giúp bạn xác định được điều gì quan trọng nhất cần làm đầu tiên và tối ưu hóa thời gian một cách hiệu quả. Eisenhower là Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ. Ông phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1953 đến năm 1961. Eisenhower có một khả năng phi thường trong việc duy trì năng suất lao động của mình, không phải chỉ trong nhiều tuần hay là nhiều tháng, mà là trong nhiều thập kỷ. Vì lý do đó, không ngạc nhiên khi mà các phương pháp quản lý thời gian, công việc và năng suất làm việc của ông đã được nhiều người bỏ công để nghiên cứu. Chiến lược làm việc hiệu quả nổi tiếng nhất của ông đã được đặt tên là Eisenhower Matrix, ma trận Eisenhower. Đây là một công cụ đưa ra quyết định mà bạn có thể áp dụng ngay từ bây giờ. Sử dụng ma trận Eisenhower. Áp dụng chiến lược của Eisenhower thực ra rất đơn giản. Hãy liệt kê những hoạt động và dự án bạn phải làm, kể cả những hoạt động không quan trọng nhưng làm mất thời gian của bạn tại nơi làm việc. Sau đó sắp xếp các hoạt động dựa trên tầm quan trọng và tính cấp thiết của chúng. 1. Khẩn cấp và quan trọng, nhiệm vụ cần phải làm ngay lập tức. 2. Quan trọng nhưng không phải khẩn cấp, nhiệm vụ được lên kế hoạch để làm sau. 3. Khẩn cấp nhưng không quan trọng, nhiệm vụ nên bàn giao cho người khác. 4. Không khẩn cấp cũng không quan trọng, nhiệm vụ cần phải được loại bỏ. Các mức độ ưu tiên này được sử dụng để phân bổ những nhiệm vụ cần phải được giải quyết đầu tiên và những nhiệm vụ nào có thể để lại để giải quyết sau cùng. Bằng cách xác định rõ tầm quan trọng và mức độ khẩn cấp của nhiệm vụ nào đó sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Điều tuyệt vời về ma trận này là nó có thể được sử dụng cho cả những kế hoạch lớn, kế hoạch cho cả tuần, cũng như những kế hoạch nhỏ hơn, kế hoạch trong ngày. Phân biệt khẩn cấp và quan trọng. Việc quan trọng thường không khẩn cấp, và việc khẩn cấp thường không quan trọng. Trích Dwight Eisenhower. Quan trọng là những hoạt động có kết quả sẽ dẫn chúng ta đạt được mục tiêu, cho dù đó là những hoạt động của cá nhân hoặc trong công việc. Khẩn cấp là những hoạt động chúng ta thường tập trung vì chúng đòi hỏi sự chú ý đến những hậu quả của việc không có hành động đối phó ngay lập tức. Nếu tách biệt sự khác nhau giữa chúng một lần thì khá đơn giản, nhưng tiến hành một cách liên tục có thể gặp khó khăn. Điều tuyệt vời của ma trận Eisenhower là nó cung cấp một bộ khung rõ ràng cho các quyết định lặp đi lặp lại liên tục, và cũng giống như bất cứ điều gì khác trong cuộc sống, kiên định là điều tối quan trọng. Dưới đây là một số điểm được rút ra từ việc sử dụng phương pháp này. Loại bỏ trước khi tối ưu hóa. Không có cách nào làm một công việc nhanh bằng việc không làm gì cả. Đó không phải là lý do khiến ta trở nên lười biếng, mà là một gợi ý thúc đẩy chúng ta đưa ra quyết định khó khăn và loại bỏ bất kỳ nhiệm vụ nào không giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu của mình. Thông thường, chúng ta lấy năng suất công việc, quản lý thời gian và sự tối ưu hóa như một lý do để lảng tránh những câu hỏi hóc búa như: liệu tôi có thật sự cần phải làm việc này? Phương pháp của Eisenhower đặc biệt hữu ích vì nó buộc chúng ta đặt ra câu hỏi liệu một hành động có thật sự cần thiết. Từ đó dần dần chúng ta tiến tới bỏ đi nhiệm vụ đó, chứ không phải còn lặp lại nó một cách vô thức. Thành thật mà nói, nếu chúng ta cứ đơn giản loại bỏ tất cả những điều khiến ta lãng phí thời gian mỗi ngày, thì có lẽ sẽ không cần bất kỳ lời khuyên nào nữa. Liệu phương pháp này có giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu? Một lưu ý cuối cùng, sẽ rất khó để loại bỏ những công việc khiến bạn lãng phí thời gian nếu bạn không chắc chắn bạn đang muốn làm điều gì. Có hai câu hỏi sau đây có thể giúp bạn làm rõ toàn bộ quá trình đằng sau phương pháp của Eisenhower. 1. Tôi đang làm việc vì cái gì? 2. Các giá trị cốt lõi định hướng cuộc sống của tôi là gì? Trả lời những câu hỏi này sẽ giúp chúng ta phân loại rõ từng nhiệm vụ trong cuộc sống thành các nhóm khác nhau, quyết định những việc phải làm và những việc phải bỏ đi sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều khi bạn hiểu rõ đâu là thứ quan trọng nhất đối với bạn. Hy vọng rằng chủ đề podcast ngày hôm nay đã mang lại nhiều ý nghĩa và tích cực đến các ITLers để áp dụng vào cuộc sống cũng như công việc để ngày càng hoàn thiện và tốt hơn. Hãy lắng nghe, suy nghĩ và để lại comment để chia sẻ cảm xúc hoặc bất kỳ góp ý nào của bạn đóng góp cho chương trình nhé. Hẹn gặp lại các ITLers trong các chủ đề podcast tiếp theo. Goodbye!